Nhận định Tottenham với Southampton, 0 giờ ngày 22 tháng 4, tại vòng 29 Premier League. Chuyên gia nhận định Tottenham với Southampton là trận đấu vô cùng hấp dẫn bởi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chủ nhà Tottenham thể hiện bộ mặt tương đối thất thường với một chiến thắng duy nhất bên cạnh hai lượt hòa và hai thất bại sau 5 lần ra sân gần đây trên mọi đấu trường. Thống kê cho thấy, hàng công của họ ghi được tổng cộng 7 bàn thắng, trong khi tuyến sau thi đấu bết bát với 10 lần thủng lưới. Dựa vào phong độ hiện tại của thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho, giới mộ điệu tin rằng họ sẽ gặp không ít rắc rối khi tiếp đón đối thủ dưới tầm là Southampton ngay trên sân nhà. Phía đối diện, Southampton đứng trước nguy cơ mất trọn 3 điểm khi họ không sở hữu lợi thế sân bãi lẫn thực lực kém hơn gà trống. Cụ thể, họ giành được 2 chiến thắng nhưng cũng vấp phải 3 thất bại tan nát trên mọi đấu trường. Theo thống kê, hàng công của những vị khách thi đấu kém hiệu suất với 7 bàn thắng. Trong khi đó, hàng phòng ngự lại không ngừng tạo điều kiện cho đối thủ với tổng cộng 8 lần thủng lưới. Chuyên gia tin rằng Southampton sẽ chật vật và thi đấu với thái độ cẩn trọng khi hành quân đến sân của Tottenham. Dựa vào phong độ thi đấu trong quá khứ lẫn thành tích gần đây, nhà cái châu Á đánh giá Tottenham nằm cửa trên với kèo chấp 1/2 bàn. Trận đấu này còn có thêm kèo tài xỉu được ấn định ở mốc 2/3/4 bàn. Thống kê cho thấy, có đến 4/5 lần gặp nhau giữa hai đội xuất hiện từ 2 bàn thắng trở lên. Chuyên gia tin rằng người chơi nên đặt niềm tin vào cửa tài để tăng tỷ lệ thắng cuộc.